Ok, hello, xin chào toàn anh chị. Chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock. Tôi là Nhất Ichimoku, hiện tại đang là trưởng phòng tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VUS. Thì trong cái cuối tuần này thì Nhất cũng chia sẻ cho anh chị một trong những cái cổ phiếu có khả năng đi ngược thị trường cũng như là có những cái bối cảnh diễn biến lực cầu vào dòng tiền tương đối tốt, đặc biệt là trong cuối tuần vừa qua cũng có những cái yếu tố về thông tin tương đối tích cực. Kỳ vọng ở trong cái bối cảnh thị trường tương đối khó khăn, lựa chọn những cổ phiếu còn là chân sóng, lựa chọn những cổ phiếu có khả năng đi ngược thị trường đó, thì là một cái yếu tố tương đối là khó khăn nhưng không phải là không có cơ hội, anh chị. Thì trong cái cuối tuần vừa qua thì đối với Vingroup cũng ra những cái thông tin tương đối tích cực về việc Ủy ban chứng khoán Mỹ chính thức tuyên bố hiệu lực cái hồ sơ đăng ký của VinFast dự kiến niêm yết vào tháng 8 năm 2023 tới. Thì khi chưa có cái thông tin này, Vingroup nó cũng là một trong những cổ phiếu đang có lực cầu vào tương đối tốt rồi, và cũng như là đang có cái vùng mà khả năng có cơ hội tạo đáy tương đối là sáng nha chị nha. Đó, tương tự như trong cái giai đoạn gần đây ấy, thì em Nhất cũng chia sẻ anh chị nhiều cổ phiếu có cơ hội đảo chiều về xu hướng ở trong giai đoạn này, mà đã chia sẻ cho anh chị ở trên livestream cũng như là room khuyến nghị của anh em rồi, ví dụ như một số cổ phiếu như Vinamilk chẳng hạn, đúng không? Đó, ở trong cái phiên này này, đó, ở trong cái phiên này, cũng như là một số cổ phiếu bắt đáy như cổ phiếu Thế Giới Di Động này, đúng không? Những cái cổ phiếu trụ chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhé, mà cầu vào tương đối tốt này, anh chị thấy này, bắt đầu có tín hiệu lực cầu vào này, chia sẻ phím anh chị này, rồi là cổ phiếu VHC chẳng hạn, thủy sản này chẳng hạn này. Đó. Thì đối với Vingroup nó đang tương tự trong cái vị thế này, thì một lát nữa Nhất sẽ phân tích cụ thể cho anh chị về cái lý do cũng như là cơ hội và rủi ro đối với VIX có khả năng đi ngược thị trường trong giai đoạn tới. Rồi. Rồi. Đối với Thế Giới Di Động này, phím anh chị này, hôm phiên ngày hôm mùng 8 tháng 6 này, đó. Cũng như là room khuyến nghị của Nhất vẫn đang nắm giữ anh chị nhé. Đó. Những cái nhịp mà bắt đầu có lực cầu và thay đổi về xu hướng này. Đó, như vậy có cơ hội bắt đáy và nắm giữ trong trung dài hạn, đúng không? Rồi cổ phiếu VHC đúng không? VHC này có tín hiệu lực cầu và bắt đáy này và nắm giữ đến thời điểm hiện tại đối với VHC này, củng cố tinh thần anh chị này. Đó, một khi mình bắt được cái vùng khả năng đáy và thiết lập những cái vùng tỷ lệ risk hợp lý cũng như là tiềm năng, đó, cơ hội kinh doanh sáng anh chị cũng có thể đánh được. Một số cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua thì cũng mới bắt một số cổ phiếu như bảo hiểm này, PVH thì mới bắt này anh chị. Đúng không ạ? Thì VIX nó cũng đang ở một cái vị thế tương tự. Đó, PVH cũng cầu vào là có cơ hội tạo đáy này, tích lũy đáy là bắt đầu thay đổi về xu hướng này. Thì đối với cổ phiếu VIX thì thời gian gần đây thì Nhất cũng mới chia sẻ anh chị thôi. Thực ra thì ăn uống thì cũng chưa ăn uống gì nhiều. Đó, thậm chí là VIX hiện tại thì vẫn còn đang âm 0,19%. Đó, đang âm 0,19%. Đó. Thì trong cái nhịp này đối với cổ phiếu VIX khi mà nó chưa có cái thông tin niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ thì cái dấu vết của lực cầu cũng như là dòng tiền vào tương đối tốt trong vòng tầm khoảng một tuần trở đây rồi, anh nhìn thấy đây. Đó. Thanh khoản gia tăng đột biến này, nó ở trong cái vùng này. Và đặc biệt là hai phiên cuối tuần vừa qua này. Đó, hai phiên cuối tuần vừa qua có những cái phiên mà biên độ tăng giá tốt với thanh khoản gia tăng, và cộng với bối cảnh diễn biến có những yếu tố thông tin tích cực về cái việc mà VinFast sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, nó có khả năng là một cú hích giúp cho VinDex, giúp cho Vingroup tạo đáy ở quanh cái vùng này. Và đặc biệt là đối với những cái vị thế mua ở quanh vùng này nhé, anh chị có cái tỷ lệ risk reward quản lý lời trên lỗ tương đối hấp dẫn. Ví dụ Nhất nói về cái việc mà cái việc quản trị rủi ro ở trong cái vùng này, một khi anh chị đã bắt được cái vùng khả năng là đáy rồi, đó, vùng kiểm soát rủi ro hợp lý và khả năng về khả năng mà nó chạm cái vùng cắt lỗ đấy cực kỳ là thấp, và thậm chí có, nếu giả sử như cái việc đó nó có diễn ra nhé, thì đâu anh chị chấp nhận mất đâu đó tầm khoảng 2-3% để bắt được đáy một cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn như này, anh chị có bắt không ạ? Thì đây, đối với Vinamilk này, Nhất chia sẻ anh chị cái câu chuyện Vinamilk ở cái phiên này rất nhiều. Anh chị xem lại cái livestream phiên ngày hôm 22 tháng 6, phím anh chị Vinamilk bắt phiên này 66, 67, cắt lỗ là bao nhiêu ạ?
65, đúng không? Như vậy thì nếu giả sử kịch bản rủi ro anh chị mất tầm khoảng hai giá tương đương với bao nhiêu phần trăm, 2% đến 3% để nắm giữ Vinamilk đến thời điểm hiện tại, hoặc là những cổ phiếu như Thế Giới Di Động chẳng hạn, đó anh chị chấp nhận cắt lỗ đâu đó chỉ tầm khoảng 3% thôi để anh chị có cơ hội nắm giữ đến thời điểm hiện tại, đúng không? Thế Giới Di Động này và rất nhiều các cổ phiếu khác, kể cả những cái cổ phiếu DIG giai đoạn trước thì phím anh chị này điểm cắt lỗ thì tầm khoảng 3-4% để cho anh chị có cơ hội nắm giữ lâu dài đó. Masan trong nhịp vừa rồi cũng vậy, đúng không ạ? Bắt ở cái nhịp này đó, có dấu vết dòng tiền vào này. Đó thì quay trở lại cái câu chuyện ở trong giai đoạn hiện tại, Vic Vingroup nó cũng có một cái vị thế tương tự như vậy. Hai phiên gần nhất có lực cầu vào và cái vùng kiểm soát rủi ro quanh cái tầm khoảng 50 thôi. Như vậy nếu giả sử bắt 51.5, vùng quản trị rủi ro quanh vùng 50, như vậy thì kịch bản rủi ro anh chị mất 1,5 giá. 1,5 giá tương đương với bao nhiêu ạ? Tương đương với tầm khoảng 3% đến 4% để cho anh chị có cơ hội bắt Vic Vingroup ở trong ngắn hạn, kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn và cơ hội bắt đáy ở trong trung dài hạn. Vingroup thì xuyên suốt để tạo cái nhịp đỉnh quanh tầm khoảng 2021, tháng 4 năm 2021 đến thời điểm hiện tại, như vậy tầm khoảng 1,5 năm, đúng không? 1,5 năm rồi. Đó, trên đà giảm điểm. Và trong nhịp này nó cũng có những yếu tố tích cực là những cái phiên tích lũy quanh đáy, biên độ tăng giá tốt với thanh khoản gia tăng tốt này. Đó, anh chị thấy không ạ? Nó cho thấy dấu vết của những dòng tiền lớn gom vào Vingroup ở trong nhịp này. Và những cái nhịp áp lực bán ra ở trong nhịp này thanh khoản thì tương đối thấp. Đó, nó cho thấy là những dòng tiền lớn bán ra là không nhiều. Và đặc biệt là trong vòng 1 đến 2 tuần trở lại đây này, những cái phiên mà bật tăng này, biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng này, đó, những nhịp rung lắc điều chỉnh này về giá thấp thì không còn nhiều người chấp nhận bán ra. Và trong tầm khoảng đầu tuần vừa qua thì đâu đó nó nhúng xuống thì đâu đó là có cái lực đỡ của dòng tiền tương đối là mạnh. Và sau khi có lực đỡ của dòng tiền thì hai phiên gần đây là cho thấy là lực cầu áp đảo so với lực cung tiết ra quanh vùng này. Bên cạnh đó với yếu tố về thông tin nữa đó, ngoài những yếu tố về kỹ thuật, yếu tố về thông tin, đúng không? Thì đâu đó là vị thế thời điểm hiện tại nó đang tích lũy đáy tương đối tích cực, thì cái vị thế có thể bắt đáy sớm ở trong giai đoạn này với tỷ lệ risk chấp nhận được. Một là anh chị chấp nhận mất 3% để có cơ hội bắt được cổ phiếu VIX này vùng khả năng là đáy. Và với cái diễn biến mà thông tin ra vào cuối tuần như này thì khả năng đầu tuần tới là VIX có cơ hội là hồi lên. Đó. Như vậy thì cái việc mà mua trên đà bật hồi, bắt đáy trên đà bật hồi đó, nó là cái điểm mua có sự chọn lọc hơn là mua trên đà giảm điểm này nha. Thì theo quán tính nó sẽ có cơ hội bật lên và vùng kiểm soát rủi ro, thậm chí anh chị có thể là kiểm soát rủi ro thấp hơn quanh tầm khoảng 50.5 được. Ở đây thì nhất đâu đó nó cộng trừ tầm khoảng 5 line thì đâu đó là nó cũng không phải là nhiều. Nên là nhất đánh giá là anh chị đặt tầm khoảng 50 là ok. Bắt 51.5 thời điểm hiện tại, đặt 50, cắt thì đâu đó cắt tầm khoảng 3% chấp nhận được, cho cơ hội bắt đầu một cái nhịp bật tăng đối với cổ phiếu VIX trong giai đoạn tới. Kỳ vọng nó tương tự như những cái cổ phiếu chia sẻ anh chị giai đoạn vừa qua, Vinamilk tương tự như vậy. Rồi Thế Giới Di Động tỷ lệ risk reward rất là đẹp, đúng không ạ? Giai đoạn vừa qua cũng chia sẻ anh chị rất nhiều các cổ phiếu tiềm năng rồi đó. Đó, thậm chí là bất động sản là chia sẻ anh chị cách đây 2 tuần và ngay cả cách đây 6 ngày trước, hơn 2 tuần, gần 3 tuần cách đây 6 ngày trước có chia sẻ anh chị về cổ phiếu bất động sản nào còn ngon, hầu hết nó chạy đâu đó tầm khoảng 20-30% và vẫn củng cố tinh thần anh chị nắm giữ đến thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Đó, bất động sản này 3 tuần trước này đó, mua của người chán bán cho người cần này, lúc đó bất động sản đang chỉnh nhá, đó nhịp chỉnh này, rồi là bất động sản cổ là còn ngon này. Và anh chị cũng lưu ý đến nhóm ngành dầu khí trong đầu tuần tới anh chị nhá. Đó thì nhất mới chia sẻ ngày hôm qua, anh chị có thể là xem các cái video liên quan đến nhóm ngành dầu khí này đó, sau bất động sản là sẽ đến cái nhóm ngành nào, đúng không ạ? Đó thì vẫn củng cố tinh thần anh chị về cổ phiếu bất động sản thôi, vẫn nắm giữ, đúng không ạ? Chưa bán cổ bất động sản ở trong cái nhịp này vội khi mà động lực cầu đang tương đối tốt.
Và trong cái bối cảnh đối với diễn biến của thị trường trong giai đoạn hiện tại thì lựa chọn những cổ phiếu nó khả năng là chân sóng thì không phải là nhiều nữa đâu. Đó. Chúng ta phải săn. Thì đây cũng là một trong những cái cơ hội tiềm năng trong giai đoạn tới anh chị có thể lưu ý. Anh chị nhé. Với VIX ở trong nhịp này thì cơ hội nó có thể là bật một nhịp trong ngắn trung hạn lên quanh tầm khoảng 65, thậm chí tạo đáy thì bắt đầu tạo đáy ở trong trung dài hạn đi lên luôn. Đó. Lực cầu vào tốt rồi, ít nhất trước mắt mình bắt lên một nhịp lên tầm khoảng 65 đến vùng 70 gì đó. 65 đến vùng 70 là cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 1 năm gần nhất. Đó. Trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 1 năm gần nhất. Ok, như vậy thì em Nhất vừa chia sẻ anh chị về cái góc nhìn cổ phiếu Vingroup trong thời gian tới. Chúc anh chị giao dịch thành công và may mắn anh chị nhé. Anh chị nhớ like và bình luận thả tim nếu anh chị thấy cái video này hữu ích dành đến anh chị nhé. Ok, anh chị chưa có room khuyến nghị thì có thể là liên hệ với em Nhất, tham gia room khuyến nghị đồng hành cùng em Nhất qua cái số điện thoại bên dưới nhé. Để đồng hành cùng em Nhất quản lý rủi ro cũng như là tối ưu hóa lợi nhuận cho anh chị trong giai đoạn tới. Tiêu chí của room khuyến nghị này đúng sai không quan trọng, nhưng quan trọng là khi anh chị đúng phải kiếm được nhiều nhất, giữ được lâu nhất. Đó, sai hạn chế rủi ro, tránh thiệt hại lớn. Đó là cái tiêu chí trong trung dài hạn mà em Nhất chia sẻ cho anh chị cái danh mục này xuyên suốt trong vòng 9 tháng vừa qua live stream ở trên kênh YouTube này anh chị nhá. Đó. Hy vọng là những cái sự chia sẻ hữu ích dành đến cho anh chị. Anh chị nhớ like và bình luận giúp em Nhất bên dưới anh chị nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.